And now we have a heartline from Tung Minh in Ao Lạc, also known as Vietnam. Kính thưa sư phụ vô vàn đại lượng, đệ tử xin ngàn lần cảm ơn sư phụ. Ngài đã cho con cuộc đời thứ hai để con có thể tìm lại bản lai diện mục của mình và sống tốt giữa cuộc đời này. Con là một kỹ sư chăn nuôi. Cuối năm 2017, duyên lành, con được đệ tử của Ngài tặng một quyển sách biếu. Con đọc nửa đêm là xong và thao thức mong trời mau sáng để có thể được đọc tiếp những gì Ngài chỉ dạy. Con say sưa đọc giáo lý của Ngài và như thấy mình được tắm trong dòng sữa mát lành. Con phát tâm ăn thuần chay, quyết định từ bỏ những công việc liên quan tới chăn nuôi, từ học nghề trồng nấm, bởi con có tâm nguyện được trở thành đệ tử của Ngài. Và một ngày, năm 2018, Ngài đã cho con được tái sinh với đầy đủ các phẩm chất thiên đàng. Mặc dù biết rằng mình chưa đủ tốt, nhưng con nguyện trì năm giới luật, hành thiền mỗi ngày để được sớm trở về ngôi nhà thật của mình. Cảm tạ tình thương của Ngài, cảm tạ những công việc thật lớn lao mà Ngài đang làm cho cả vũ trụ, nhưng vẫn không quên từng đệ tử nhỏ. Nhờ tình thương ấy mà vợ con cũng từ bỏ được các công việc liên quan tới chăn nuôi. Mẹ con cũng vui vẻ hơn, đặc biệt mẹ đã đồng ý giữ lại chú chó, không bán cho chợ thịt nữa. Con gái con học lớp 4, con thích ăn chay cùng bố. Con cầu xin sư phụ gia trì để cả nhà con cùng chuyển sang thuần chay. Con xin thành tâm kính chúc Ngài trường thọ. Đệ tử Tuấn Minh từ Âu Lạc, Việt Nam. Devoted Tung Minh, our gratitude for your heartline. We are delighted to hear of the many wonderful happenings in your life. Master has a message for you. Well informed Tung Minh, I am very pleased to read the story of how you have decided to return to your true home and are bravely continuing on this path of inner realization. Through your spiritual progress, you will witness more and more positive changes in life. Be vigilant and know that you are never alone, as Master's power is omnipresent. May you, in enduring Ao Lạc or Vietnam, be forever prosperous in divine grace. We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline. Pray for World Vegan in order to rescue our world and for lasting peace. Please join Supreme Master Ching Hai to sincerely meditate and or pray for World Vegan in order to rescue our world and for lasting peace every Thursday and Sunday at 9 p.m. Hong Kong time.